Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân, người mở đường cho sự phát triển của Trung Quốc thành một cường quốc toàn cầu và thúc đẩy kinh tế tư nhân của nước này, đã qua đời ở tuổi 96. Ông được đánh giá là nhà lãnh đạo góp công rất lớn trong việc thiết lập, nuôi dưỡng và sau đó nâng tầm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ sau cuộc xung đột biên giới năm 1979. Ngày hôm nay, hãy cùng Góc Lịch Sử của G87 tìm hiểu những đóng góp của ông Giang Trạch Dân vào việc xây dựng thời kỳ vàng trong quan hệ Việt-Trung. Sau khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông qua đời vào tháng 9 năm 1976, Đặng Tiểu Bình trở lại chính trường. Đặng Tiểu Bình không nắm chức vụ cao nhất như Tổng Bí thư hay Thủ tướng, nhưng lại kiểm soát thông qua vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1981 đến năm 1989. Từ thời điểm đó, Đặng tiến hành các chính sách giúp kinh tế Trung Quốc phát triển. Thông qua sự đồng thuận, thỏa hiệp, thuyết phục, Đặng Tiểu Bình đã thiết kế những cải cách quan trọng trong hầu hết các khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Giai đoạn thập niên 1980-1990 cũng là thời của Bát Đại Nguyên Lão, trong đó quan trọng nhất là Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Lý Tiên Niên, Dương Thượng Côn và Bạc Nhất Ba. Sau khi các sinh viên biểu tình vào tháng 12 năm 1986, các nguyên lão buộc Hồ Diệu Bang từ chức. Các nguyên lão sau đó chọn Triệu Tử Dương làm Tổng Bí thư, nhưng trong cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989, Triệu Tử Dương được cho là đã cư xử quá mềm mỏng nên bị các nguyên lão phế truất. Sau đó, họ chọn Bí thư Thành ủy Thượng Hải là Giang Trạch Dân làm nhà lãnh đạo kế tiếp. Kế nhiệm nhà lãnh đạo Triệu Tử Dương giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1989, ông Giang Trạch Dân đã nhanh chóng đưa Trung Quốc hội nhập quốc tế trở lại khi Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2008 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, đưa Trung Quốc vào kỷ nguyên mới. Dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân, nền kinh tế Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng kỷ lục. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của Trung Quốc đạt 9,8% trong suốt thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2002. Nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn này đã duy trì tốc độ phát triển cao với lạm phát tương đối ổn định và bắt đầu chuyển đổi sang các ngành công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn. Ngoài ra, một dấu ấn lớn cho Trung Quốc mà ông Giang Trạch Dân để lại chính là các mối quan hệ kinh tế quốc tế đã được mở rộng, thương mại và vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng vọt, giúp Trung Quốc trở thành một công xưởng của thế giới và có tác động mang tính lan tỏa tới các nước láng giềng. Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có nhiều chuyển biến mang tính cởi mở dưới sự lãnh đạo của ông trong suốt 13 năm. Với thuyết ba đại diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến và đại diện cho lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc. Năm 2002, thuyết ba đại diện của ông Giang được đưa vào điều lệ đảng. Là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứng kiến sự sụp đổ của chiến tranh lạnh, ông Giang Trạch Dân tập trung cải thiện và thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực và thế giới, đặc biệt trong đó có Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân là người đóng vai trò quan trọng đối với việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vào năm 1991. Tháng 11 năm 91, theo lời mời của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã thăm Trung Quốc. Khi đó, hai nước tuyên bố khép lại quá khứ, mở ra tương lai, thực hiện bình thường hóa quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Tháng 11 năm 1993, Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Lê Đức Anh đã thăm chính thức Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân. Chỉ 3 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, ông Giang Trạch Dân là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tiên thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 1994. Đó là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Hà Nội năm 1963. Tại Việt Nam khi đó, ông Giang Trạch Dân đã đề ra 16 chữ trong giải quyết các quan hệ hai nước. Phương hướng rõ ràng, từng bước tiến lên, đại cục làm trọng, hữu hảo hiệp thương. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười tới Trung Quốc vào tháng 7 năm 97, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và nhà lãnh đạo Việt Nam Đỗ Mười đã đồng ý cố gắng ký kết hiệp ước hoạch định biên giới trên đất liền và hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ trước cuối năm 2000. Với quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo,
ngày 30 tháng 12 năm 99, Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp ước biên giới trên đất liền. Sau đó gần một năm, đến ngày 25 tháng 12 năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá. Đây là một bước tiến lớn quan trọng chỉ trong vòng 10 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, giúp giải quyết những tồn tại căn bản giữa hai nước đã tồn tại từ rất lâu. Mối quan hệ song phương Việt-Trung cũng từng bước được thể chế hóa trong giai đoạn này. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Trung Quốc lần lượt ra 6 tuyên bố chung vào các năm 91, 92, 94, 95, 99 và năm 2000. Trong đó, hai tuyên bố chung vào năm 99 và năm 2000 được xác định là phương châm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thế kỷ 21. Với tuyên bố năm 1999 gồm 16 chữ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Năm 2000, hai bên ký tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới, đưa hai nước trở thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Đây là giai đoạn hai đảng cộng sản có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp, tạo ra thuận lợi hợp tác thương mại giữa hai nước. Vào tháng 2 năm 2000, ông Giang Trị Dân thăm Việt Nam lần thứ hai, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ 21. Đây cũng là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Việt Nam với tư cách là nhà lãnh đạo Trung Quốc. Di sản về tình hữu nghị. Sự ổn định mà ông Giang Trạch Dân tạo ra với nội bộ Trung Quốc cũng như khu vực là điều kiện tốt để Việt Nam được ổn định để phát triển kinh tế. Từ việc thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình trở lại, hoạt động giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đạt được những kết quả tốt đẹp. Có thể nói, sau những vết thương trong quá khứ, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã có thời kỳ phát triển hơn 10 năm nồng ấm, có lợi cho cả đôi bên. Nhìn lại những gì đã qua, chúng ta có thể công bằng nhận xét ông Giang Trị Dân đã góp công rất lớn trong việc thiết lập, nuôi dưỡng và nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng, giúp hai bên vượt qua một số căng thẳng ở Biển Đông để cùng nhìn vào lợi ích lớn hơn vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực. Ông Giang Trạch Dân đã để lại di sản to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.